Chào bố Cầm. Nói Ai em tình ra thế này là bố với con á, với cái với con chơi á, những thực phẩm bên kia á, thì thực sự khi va chạm thì con cũng chẳng bao giờ có hỏi họ là ở bên đó bao nhiêu năm, qua bao lâu hay vấn đề gì cả. Tức là bởi vì á, trong con người con có một cái câu như thế này: Khoan, tôi nhắc lại chút xíu này, chỗ này nữa, tôi quên nữa rồi. Mày phải hiểu rồi nè, thơ quan và diễn đàn ở đây nè, là con cháu Lý Ngụy đó. Chứ không phải màu đỏ, màu đen, chặt gì chân, không có đánh viên chó vậy đây cả. Nó thẳng lại vậy, thơ quan là con của Lý Ngụy đó. Với con có một cái quan niệm thế này, hơi sức đâu tin lời mấy thằng ba que, tin mấy ba que, tin tin lời mấy ba que á. Dạ, bởi vậy tin lời nhiều, mấy ba nhiều que khi là á, tin tao lời chú ngồi tao cụi thầm sướng nghĩ tao nói hơn. luôn. Bởi vì sao? Tin chú cụi á, thì còn tối tối còn ra nhìn lên cung trăng là còn Không thấy không, được, nói vậy không có vợ. chứ còn tin tin lời Nói như vậy nó không có dần, không mày phát ngôn không có thơ, mày không có thơ văn thì tao nói mày. Ai mà tin mấy thằng ba que, tin nó chỉ có què mà thôi. Đó vậy đó chứ. nó nho nó có cái thơ sổ văn nho gì mà không. chữ nữa Đúng không? Chữ chứ mày nghĩ sao vậy, mày biết bao nhiêu đứa mà tin lời đó vô khám rồi chưa? chứ không phải Cũng chứ không phải gần mực thì đen, gần đèn không thì phải sáng ha, mà gần gần que thì què. tin nó có nước què thôi, lụ không lo làm ăn gì trên trời. Mày nghĩ mày coi ôm cái máy từ điện thoại từ sáng đến chiều đủ mới ngồi like không chữ gì cả, không có làm ăn con mẹ đâu, không có làm gì đâu. Tao già 70 tuổi rồi, đồ có tâm phải đi làm, tao còn phải đi kiếm tiền. Còn nó hả, đồ hùng quá, nó ngồi không mà hỏi mình lấy tiền đâu mà nó sống. Má toàn là cái thứ thất nghiệp không à, đồ quá mà lên ngồi sổ mình đi ri, đồ tào lao, đồ. Mà thấy thằng Việt Lai không, đồ là chủ một cái xe, một cái tiệm á, đồ phải tới giờ phải bỏ đi, không có lai gì, phải đi lo làm kiếm tiền. Còn nó thì không có đâu, đồ cái ngồi lại chết, đồ tiền đâu Việt Lai mẹ. là ông chủ ấy thì em đó. Dạ con không biết lý do tại Cái sao gì lại mà nó không ngồi ù quá đâu. vậy à, Trung? Bụp 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 ù không nghe được đó. Mày đừng cái gắm vô lỗ tai nữa, mày giật ra không coi, mày giật ra mày lấy đừng nó nghe vô tai nữa. Được chưa bố? Đó. Rồi cái Có gần quạt không? Có gần quạt không? mày đừng có xài cái dây nữa. Bỏ chung Chứ thử chung thử chung thử rút hẳn ra cái giắc cắm tai nghe ra coi, rất là anh rút ra nãy giờ rồi. là để cái máy không rồi hả? Dạ. Để sao? Mày bỏ cái máy mày để đi đâu rồi, mày để chỗ khác rồi, giờ cái máy chỗ khác rồi. Vẫn còn. Thôi dục Nói đi, phải làm nha, mai tao nói gọi phải cho làm khác nha, 24 đừng giờ đừng lên đừng chỗ đừng có khác. hứa bừa nha, đừng 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 có hứa bừa nha nha Ừ thưởng hả, nha. Ở đây nè nè, có kèo này thơm này, bố cầm nè. kêu Hoàng Nguyễn ơi. Hoàng Nguyễn á, Hoàng Nguyễn comment với bà Phèo: tôi không biết ba sọc là cái gì cả, ngồi nghe một ông ngụy chửi ngụy mà ngạc nhiên chưa 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 giờ chưa ngụy mà nó Không đi nói giết vô ngạc ngụy nhiên, á mới ngạc không thì ngạc nhiên, nhiên đúng không? Đó, cái đó mới là ngạc nhiên đó, mà năm mới ngạc nhiên 1963 là thấy ra là rõ ngụy mà nó đi giết ngụy luôn kìa, đó để mà mà giết thậm chí bây giờ ở bên Mỹ luôn á, ngụy nó đi chửi ngụy cũng đầy rẫy. Nguyễn Quốc Lân, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Tấn Lạc, cả đám ngụy nó đi chửi nhau đó. Cái trời đó là cái gì, ngạc nhiên chưa? Cái đó ngạc đó. nhiên chưa? Bây giờ tao nói cho mày nghe nè, khi đó khi nó phát cái ngôn của nó, khi nó phát ngôn của nó là hoàng đại ngu nữa. Tao đã nhắc đi nhắc lại cái chuyện này rất là nhiều lần rồi. Ngày 30/4 khi mà Nam Bắc sum họp một nhà thì mày nhớ kỹ nè, nhớ kỹ tao nói là quân lính của vị đồng bài là tới 1,2 triệu quân, 200.000 bắt đầu từ di tản chiến thuật cho đại diện đi không, còn 1 triệu quân nha, nhớ kỹ 1 triệu quân họ vẫn ở lại Việt Nam và đồng hành cùng đất nước.
mà họ không bao giờ có những cái giống như tụi này, bởi vì họ lão ông lão bà cháu ngoại cháu nội rồi, còn tụi này là tụi con nít ranh, mày hiểu chưa? Họ chưa bao giờ tỏ thái độ phản kháng bất cứ một cái gì để phản bội tổ quốc cả, không ai chửi tổ quốc cả, không ai chửi đất nước cả, và họ đã sanh con đẻ cái thì dựng nước hòa bình vào dân tộc, hòa bình vào đất nước, mà thấy rõ ràng đúng không? Những người giống như tao á, ở Việt Nam rất là nhiều, 70-80 tuổi có rồi, người ta, tao nói nhắc lại là 1 triệu người lớn nha. Và có những người đó còn lên còn chửi bới tụi mày nữa. Bởi vì sao? Họ chửi bới tụi mày là bởi vì sao? Tụi mày chính đó, chính là một cơ để mà phá hoại hạnh phúc của người dân trong nước. Đó là như vậy. Chửi cái gì? Đó đi, đó là cái sự nhận thức, để có chưa? Tụi mày là con nít răng, chẳng biết chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng trải qua những cái thế, giờ những cái trước 75 như thế nào cả đó. Chưa từng thấy cái cuộc sống của bài kỳ xưa mà Việt Nam mình bị xấu xé như thế nào. Trời ơi, nó ù quá con đó. Có gì đâu ngạc nhiên. Ngạc nhiên là ở chỗ là cả thậm chí mà lính Mỹ còn giết tổng thống của nó luôn, mới là ghê. Cái đó mới là ngạc nhiên, cái lũ mua cầm gì? Trời, cái đó mới là ngạc nhiên. Rồi xong rồi giết xong rồi đã giờ làm đám giỗ, giờ làm đám giỗ, rồi ngồi bắt đầu là happy birthday mới là ghê. Cái ngày chết của ta mà nó kêu happy birthday đó mới là ngạc nhiên đó. Đúng rồi, đúng không? Đó, có gì nữa không? Tao chỉ là một thành phần tiểu tiết, một con dân nhỏ nhoi, một cái gì vậy thôi, bình thường thôi. Tao chỉ lên tiếng bởi vì tụi bay quá, quá ư là bậy bạ. Tụi bay xúc xỉm, soi mối đất nước mà không có cơ sở, không có căn cứ. Ê, tao nói tức là không làm thì nó cũng chửi, làm thì nó cũng chửi. Cái gì nó cũng chửi cả, cộng rau muống nó cũng chửi. Nói chung là cái gì nó cũng chửi. Hay xây cái bệnh viện á, thì nó cũng chửi. Mẹ, xây tại sao không xây trường học này kia, xây trường học đủ má nó cho nó, tại sao không xây kia, xây cái đó đủ. Nói chung là đủ bên mày là tụi bay là cái gì? Trong khi đó đất nước đang phát triển, người ta quy hoạch, người ta làm tất cả những cái chuyện gì người ta được. Đầu tư công trình, đất nước bây giờ đẹp, cao ốc mọc lên dữ lắm. Bây giờ landmark rồi các cái là Vingroup rồi kia là cũng do những cái người trong nước họ gầy dựng và họ tạo ra cơ sở, họ quy hoạch để làm đẹp mặt thành phố, thì nó cũng không chịu. Đủ nó kỳ lắm. Xây đường thì đủ, má nó cũng chửi. Nó bươi bóc ra chuyện là cá chết, mà chuyện ở đâu không, mà chuyện trên trời rơi xuống rồi mật ước thành đô. Mẹ trời ơi, cũng hết toàn là những cái mà hầu như là trên sao quả. Mà tao tưởng thằng nào đấy, nếu thằng đó mà nói dụ như là tiến sĩ trường đại học Harvard rồi mấy giáo sư tiến sĩ để mà về nói về Việt Nam mình còn mình lắng mình nghe coi có đúng hay không. Toàn là thất nghiệp, toàn là dị vợ bỏ, toàn là hôm ghét, toàn là đủ mà vũa móng, mà đủ mà toàn nói chuyện trên trời không à. Còn đủ mà còn ghê nữa, còn xét lại lịch sử, rồi xét lại đồ cắt mắt Lenin mà là ghê. Trời ơi, ta nghe nói trong rụng rời tay chân luôn. Đủ máu biết đủ là lột khoai, lột củ mì biết được chưa, mà đủ má nó là dạy. Nó dạy được Phạm Nhật Vượng làm giàu mới là ghê chứ đủ. Má còn lại những thứ gì đâu, riết riết khùng khùng điên điên không. Mấy cái thứ đó thì đủ tao hỏi mày, đủ mày không vậy, không chửi sao được. Chứ nó làm khổ những người mà nhẹ dạ cả tin với người ở trong vùng sâu vùng xa. Để cho nghe ngoài chữ ngoài ở bên Mỹ đó mới vui. Gì? Đó. Em. Chỉ có một nhóm người thôi, chẳng có đoàn kết, không làm cho cộng đồng cho nó mạnh lên để khỏi bị ăn hiếp. Đang nguậy nguậy, nó còn muốn ăn thịt nguậy nó chửi quá mà nó chửi đó.
Chỉ có nhiêu không rồi má không có được đoàn kết. Giáp nhẹ cái thôi nha. Từ xưa giờ cũng vậy đó. Tao không bao giờ tao nói chuyện mà chế độ này chế độ kia. Chỉ tào lao không. Ngụy Mỹ còn là nó còn là đòi ăn thịt Ngụy Mỹ nữa. Ngạc nhiên chưa? Gì? Khải Đào nói các bạn thành công thì mới lấy vợ hả? Tao nói đủ má nó không có đặt bằng thành công nó đủ ai mà lấy nó ra xe để mà ngủ chung với nó ngoài xe hả? Đủ má nhà thì không có đủ. Má tào lao thì mỗi tao nói thiệt khổ đủ mà làm gì có cái chuyện mà đủ má ở đây tao đã từng nói cái câu như vậy rồi. Bởi vì tụi nó răng nó chẳng biết chiến tranh là cái gì. Sau khi mà chất nước mình coi như hòa bình, có nghĩa là ngày 30/4 thì ta bị thương, tao Vũng Tàu trở về, tao nói mày rồi đó rằng tao không cần biết đất nước tao, theo chế độ nào cũng không biết, tao không cần biết chuyện đó, củ chuối, củ mì, củ khoai, bất cứ gì được, miễn làm sao đất nước tao ngừng tiếng súng, và người dân không còn bị đau thương, không còn sự chia rẽ, không còn vợ bất chồng, cha, cha con, bé đâu, đó là một cái sự hạnh phúc. Mà cái điều đó nó trở thành hiện thực. Đó là cái sự tất cả mọi người lính trên hai miền, trong cái riêng mình miền Nam miền Bắc cả, ai cũng muốn đất nước Việt Nam hòa bình cả. Thì bây giờ rõ ràng cái điều đó đã thành hiện thực. Tại sao chúng ta lại không mừng? Đâu mà không. Mà thí dụ như tôi nói bằng một cách nghịch lý cho này nữa. Phải chi á, như ông Phan Kiền Dân 70-80 tuổi cỡ gì tụi tao tới lên chữ rủa thì ok, mọi người thất trận lúc nào cũng muốn ok. Ba cái đứa này là cái gì? Đủ nó còn tay lính nó chưa ở trong đầu gối nó chưa ra. Mà thế mà nó làm đủ với cái trang gì đi xỉa xót gì thấy sao kỳ mấy con mẹ gì à, lúc trước cái kỳ ngạc nhiên chưa phải chi nó có một nó cho mình một cái lý do để chỉ bảo nó chửi là đúng không, không có ngạc nhiên chưa nó không biết gì hết trơn nó không hề biết nó không hề biết lính Mỹ ngày xưa trước khi mà vào ở miền Nam này biết không miền Nam là gì tan nát hết trơn trời địa điểm đầy quân đội Mỹ đi theo đi đâu là lính là địa điểm đi đó nói chung là cả sự đau thương trong của dân tộc cái thời kỳ đó thực sự rất là đen tối của đất nước nó có biết cái con mẹ gì đâu nó không giờ ngạc nhiên chứ mà chị Linh nói như đúng rồi đúng tào lao mà phải chi nó 70-80 á ừ mà ta nói ồ ok tại anh muốn nước anh mới ghi anh suy nghĩ lại còn khuyên được câu còn thằng này 40 tuổi 30 mấy tuổi đủ mấy giải hóng xong rồi còn ngồi trong đầu gối người ta chưa ra nữa thấy đủ vậy trời ơi là trời đủ quá thiệt tuổi này có nước chửi vậy mới ngạc nhiên thôi tuổi này là không có giải thích có vậy mới ngạc nhiên nghe còn thôi đâu có gì đâu ngạc nhiên đúng không bởi vậy còn thôi đâu có gì đâu ngạc nhiên vậy rồi đó đây này tôi nói mày nghe nè biết bao nhiêu người lính Mỹ đang ở trong nước Việt Nam nhắc lên lần nữa cái 1 triệu quân 1 triệu quân là ta sanh con ta đẻ cháu đâu có giống như cái thứ quỷ gì tụi bay gì đâu đây là cái thằng thơ quan này đang ngồi nói chuyện tụi bay ngạc nhiên chưa ngạc nhiên chưa tao không có nói gì đâu mẹ bà tụi bay mới gì xỉa sói mất công nó đủ bởi nó mẹ tao tại vì tao không muốn chỉ thề đủ không chỉ thề nó sập nữa tao bị 6 điều tao nó bị 6 điều rồi nó ngăn cản rồi kìa nghe là nó hạn chế 6 điều đéo chứ không biết được thành ra tao không sập, nhưng mà từ giờ trở đi á bố cầm về trở đi bố con mình có một cái câu slogan rất là hay ngạc nhiên chưa đủ ngạc nhiên gì tao là chỉ là nè tao nắc lại nữa tao chỉ là một con dân của đất nước thôi bất kể tao nói rồi bây giờ tao cứ mừng khi nào đất nước mình phúc còn mà ngạc nhiên chưa đồ cúng má Mỹ mà giết tổng thống của nó mới là ngạc nhiên cái điều đó mà lại ngạc nhiên chứ còn tao cái đĩa gì lính quèn thì cứ ủng hộ ở đây ở cái đội cũ nó vui nó nhiều ngạc nhiên lắm đủ ví dụ vậy có nhiều cái vui lắm nhưng mà đủ thử sắc cái đó hết rồi khổ vậy từ thượng tầng cho đến hạ cám đều đúng vui rồi, bố ơi. Nhiều cái chuyện vui lắm đâu có tài thâm đủ hả
phải đâu, Trung ráng mở đi, Trung nghe nè, Trung bây anh ủng hộ Trung cứ mở video cho nó ù, bởi vì ngày mai ù hoài vậy là bố cầm sẽ gửi về cho Trung cái iPhone 14 hết ù, ngạc nhiên chưa? Hồi nãy đúng ra bố đúng ra nãy Trung nó phải thả xuống cái hồ cá coi cho mấy đứa cá chở cái điện thoại nó đi qua Mỹ đúng không, tại bởi Việt Nam đâu có internet đâu đúng không ông đó không? Ông về Việt Nam ông chơi 6 tháng trời chỉ như ông xách một đống diễn đàn hôm qua Mỹ ông thả xuống cho bên Mỹ người ta thấy người ta biết gì vậy chứ giờ mấy thành phần bên kia nó nói Việt Nam đâu được tự do ông internet đâu. Trời ơi, tao thiệt mày, chú tự do Việt Nam mà cùng mày giặt thì quá tướng. Nó đơn cử thôi, ở Việt Nam mà nó có những cái video clip mà nó quay lại đó, mày thấy không? Cũng có một thằng, bây giờ vẫn còn, chắc là để xảy ra lâu rồi, nhưng mà chắc là để gì nó còn bữa trước, tao coi lại thì cũng có một anh chàng lép với chiếc xe hơi bị cảnh sát hả? Cù, anh còn anh trùng chỗ rồi, chuyên đề đâu, anh chạy tới, chạy luôn anh trùng chỗ, anh đòi, anh làm gốm á. Đủ qua Mỹ mà ra mày đó, mày ra cuối ra tới là mày hỏi chuyên gì đâu, đủ bắt cái đầu của mày không còn một đủ mấy đủ nó, ngon làm đi. Thầy nhiều thằng ấy còn nói buồn cười lắm, đủ ở Mỹ tao có quyền tao chửi tổng thống của tao quyền tao nói này kia được tự do ngôn luận. Mày hỏi mày chửi gì, đủ mày ngon mày chửi tiếng Anh, đừng chửi tiếng Việt. Chửi tổng thống, trời ơi, con hỏi bố chứ trời ơi, chị đều chửi tổng thống không sao. Mới thằng Phiêu Đồng mới chửi Dương Phạm không đó đã ra tòa rồi đó. Nha đó chứ đừng nói tới tổng thống đó mới chửi Dương Phạm thôi đó đó không có đây tổng thống mà tư lệnh mẹ tư lệnh quân đội dạ thu ba mà xuất hiện nói xấu cái bà phó tổng thống mà nhớ không bây giờ mày nhớ không đủ phải là nó to về tuổi gà đủ bây giờ ở người dân thường toàn là cái dân láo xạo không à thằng nào ở dưới Mỹ mà nói đủ mà thằng Trung Quốc Huy nó hỏi chứ hỏi đi tự do lắm buồn quắc cả cảnh sát vô chữ không được mày không mà làm đi đủ hát không mà làm đi đủ má nó quất mày đủ sụm mà đè luôn chứ tào lao xạo đủ dạ ngạc nhiên chứ ở Việt Nam ở Việt Nam là không không ở Việt Nam mà đỏ da thấm thịt á đủ bây giờ Mỹ là thịt nó thấm mà đủ không có đỏ da dạ. Da nó xù xì lên hết rồi hung hăng cho giữ vô chung, hung hăng cho giữ vô về Việt Nam à. À về Việt Nam khoe cái này cái kia có người cơm bưng nước rót ngồi chỗ thú rồi à, ship đồ tận nơi tận răng không còn giờ về Mỹ thôi bố xuống nha bố phải đi nấu cơm trời ơi ngạc nhiên chưa trời ơi tưởng gì bởi vì hỏi sao anh bắt anh nghe anh cười. Không? Đó, anh bắt cái nghe em cười, anh lại hỏi ngạc nhiên chưa đó. Có nghĩa là cái slogan mới đó, ngạc nhiên. Ờ. Mèo nó kêu cái gì, đi lại 6 tháng về vẫn rửa chén kho cá. Ngạc nhiên chưa? À, cái câu này á, trong cái câu ngạc nhiên chưa thì cái bộ hơi bị hay. Đau bụng ơi Trung ơi chắc khuya rồi à, khuya cũng không còn gì thì ông với Trung có muốn thì đầu tiên thì em cũng cảm ơn bố Cầm này, cảm ơn chú Tự Sĩ Nhất, anh Việt Ra, anh Thư Quang và anh Minh nhỉ. Đó thì cũng chia sẻ cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành trong buổi live ngày hôm nay, cảm ơn Hoàng Nguyễn nữa nói gì nói chứ Trung phải cảm ơn Hoàng Nguyễn câu gì đúng chưa? Nhắc cụ thể luôn có nghĩa là cảm ơn cô chú anh chị nhưng mà riêng là anh Hoàng Nguyễn anh tên riêng. Đấy. Cảm ơn rất là nhiều tham gia đồng hành cùng buổi live tối ngày hôm nay. Thì về góc độ nào đó, đó thì em có cảm nhận được là cái xã hội hiện thời đó, không riêng gì và đặc biệt là được khai dân trí nhiều hơn. Đấy là cái mà em mong muốn như vậy. Thì cũng một lần nữa cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đồng hành cùng buổi live. Hôm nay nó cũng hơi khuya một tí, không có được cả. Dạ, em mời anh Thư Quang ạ. Ok, thì thôi, cái live cũng dài rồi. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái buổi live hôm nay thì...